Phương Nguyễn Trúc xin chào các bạn. Hôm nay Phương lại chia sẻ với các bạn một cái kỹ thuật uống phục hồi trên những cái mái tóc trung bình khỏe hoặc là những mái tóc khỏe. Phương lưu ý với các bạn rằng cái kỹ thuật Phương làm ở đây nó không phù hợp với những mái tóc trung bình yếu hoặc là mái tóc yếu nha các bạn. Thì đối với những mái tóc được gọi là trung bình yếu hoặc là yếu á, các bạn muốn kiểm tra, muốn biết được nó hư tổn cỡ nào mà có thể sử dụng được cái kỹ thuật này hay không á, các bạn cho khách hàng vào gội đầu đi, gội đầu xả sạch qua nước đi, rồi các bạn cầm những cái mái tóc nó lên. Nếu mà các bạn kéo từng sợi tóc nó ra mà thấy sợi tóc nó có vẻ mềm nhũn hay là nó có độ co rút nó quá yếu đi thì các bạn đừng có sử dụng phương pháp này nha. Cái phương pháp này chỉ dành cho những mái tóc dạng như trung bình khỏe, hoặc là những cái mái tóc nào mà khi vào nước rồi á, các bạn kéo ra nó vẫn còn độ dai á, kéo ra cái tay mình vẫn còn độ dai, vẫn còn độ co rút nhiều á, thì lúc bạn các bạn hãy sử dụng cái phương pháp này nha. Khi mà các bạn sử dụng cái phương pháp uống phục hồi như Phương chia sẻ trong video clip này á, nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được thời gian uống tóc. Hơn nữa, nó sẽ đảm bảo được cái độ bền, độ mềm mượt của mái tóc và ít bị hư tổn do nồng độ pH trong thuốc uống nó quá cao á. Cách làm thì nó cũng vô cùng đơn giản, nhưng mà nó cần cái thủ thuật của các bạn làm nhanh tay một chút xíu. Thì ở đây Phương cũng chia tóc ra làm 4 phần. Thì phía sau đuôi á, Phương chia ra làm 2 phần và hai bên băng tay Phương làm 2 phần nữa, tổng cộng là 4 tép tóc. Thì do khách hàng có nhu cầu là chỉ cần uống gợn phần ở đuôi tóc thôi, không cần uống cao mà cũng không cần xoăn nhiều. Thành ra là Phương vào thuốc khoảng trên 10 xăng hoặc là 10 cm hoặc là hơn 10 cm chút xíu. Thì như các bạn cũng thấy, Phương chia tóc ra làm 4 phần và Phương định hình bằng thun cột tóc. Phương cột lại tại chỗ mà Phương cần vào thuốc. Ví dụ như Phương vào khoảng chừng 10cm hoặc là 12-15cm thì Phương sẽ cột cọng thun ngay chỗ đó. Sau đó Phương dùng bao tay ni lông hoặc là bao ni lông, cái gì mà nó kín được xíu các bạn bỏ cái phần đuôi tóc nó vào trong bao ni lông. Các bạn cột thun chắc lại và bóp sạch không khí trong bao ni lông ra, nhẹ nhàng bóp hết không khí trong bao ni lông ra. Thì sau đó, sau khi mà các bạn làm được 4 tép tóc như trong hình Phương ơi, trong video clip này Phương làm á, thì bắt đầu các bạn cho nước sôi nha các bạn, nước sôi 100% luôn. Các bạn cho nước sôi vào trong cái ca. Thì cái kỹ thuật này là Phương nhắc lại là Phương chỉ dùng cho, tại vì mái tóc này là mái tóc khỏe nên Phương cần cái độ nhiệt của nước sôi nó phải nóng. Phương đổ nước sôi vào trong ca, xong đó Phương nhúng từng cái tép tóc mà Phương đã bóp không khí trong cái bao ra, rồi sau đó Phương bỏ cái từng cái tép tóc vào trong cái ca. Đến khi mà Phương cảm thấy được những cái tép tóc trong cái bao ni lông nó có độ ấm ấm, độ nóng nóng lên rồi lúc này Phương mới dùng thuốc đặc nguyên chất luôn nha, của thuốc uống tóc á. Phương chải lên ngay chỗ cái ngấn thun đó, Phương chải lên từ cái chỗ nào Phương cần uống, Phương chải đều thuốc đặc lên trên tóc nó. Phương chải đều, để qua chải lại chải đều, mát xa khoảng chừng 3 phút thôi. Phương để đó xong Phương tiếp tục lần lượt Phương làm hết 4 chùm tóc như vậy. Cứ mỗi chùm tóc là Phương nhúng nước nóng, nước sôi. Các bạn lưu ý nha, tuyệt đối là phải nhúng nước nóng, nước sôi, nhưng đừng để cho nước tràn vào trong cái phần tóc mà chỉ nóng ở ngoài bao tay. Sao từ bao tay cái nhiệt độ nó hấp thu vào trong sợi tóc, thì lúc này cái thuốc uống nó sẽ, khi mà các bạn vào thuốc uống thì thuốc uống nồng độ pH của thuốc uống nó sẽ bẻ gãy liên kết trong cái sợi tóc đó, sẽ giúp cho tóc bạn nó có độ xoăn. Và hơn nữa, cái thuốc uống tóc nó sẽ không ăn sâu vào trong lõi tóc. Đến khi mà tóc nó đạt độ mềm hóa rồi các bạn chỉ cần xịt pH cân bằng độ ẩm, xịt tới đâu các bạn massage tới đó, xịt tới đâu các bạn massage tới đó, đến từng chùm tóc, từng tóc lên một cho Phương. Còn về vấn đề mà kiểm tra độ mềm hóa của mái tóc này thì các bạn khỏi phải lo. Do cái nhiệt độ của nước nóng nó tràn vào, hơn nữa cái nồng độ pH của thuốc uống nó đi vào, nó bẻ gãy liên kết rất là nhanh. Với những cái kiểu tóc khỏe mà các bạn nhúng nước sôi như vậy, các bạn vào thuốc á, thì nó gói gọn á, trong vòng mà khoảng chừng 5 phút tới 6 phút là cái mái tóc nó là đủ độ mềm hóa rồi. Ăn thua cho các bạn kiểm tra, các bạn thấy cái phần tóc á, nó có vẻ mềm mềm á, tóc nó đã có độ vẻ mềm mềm mà nó nở tóc á. Hơn nữa các bạn có thể dùng cái tay kéo từng sợi tóc ra, các bạn thấy có độ co rút co giãn là ok rồi đó các bạn.
Thì sau khi các bạn xịt pH cân bằng độ ẩm cho toàn bộ mái tóc rồi, các bạn massage cho Phương, massage liên tục trong vòng khoảng 5 phút đến 6 phút thôi. Sau đó các bạn lại tiếp tục cho collagen nguyên chất lên trên cái phần tóc đó luôn. Các bạn có thể đưa trực tiếp collagen luôn lên trên phần tóc đó, các bạn massage thêm để cung cấp thêm độ ẩm. Nhưng thật chất ra chỉ cần các bạn xịt đủ pH là tóc nó đã nhả bớt kiềm rồi. Bởi vì cái thuốc uống á, cái nồng độ pH nó vào trong sợi tóc rất là ít. Nó hạn chế làm bong xù cái lớp vỏ ngoài của lớp tóc nữa. Bởi vì tốc độ đi quá nhanh, ít có bị bào mòn của sợi tóc. Thành ra các bạn chỉ cần xịt pH là đủ. Nhưng mà Phương muốn cho khách hàng có mái tóc nó mềm mượt hơn nữa thì Phương cho thêm chút đỉnh collagen vô, Phương massage. Sau đó Phương nhúng từng cái tóc, tép tóc nó vào trong cái nước ấm nha các bạn. Vào trong nước ấm để cho nó hút thêm cái độ ẩm vô cho tóc. Để khi mà các bạn uống ra cái mái tóc nó có độ nặng, độ bóng là tóc nó rất đẹp. Thì sau khi các bạn cho khách hàng vào xả sạch thuốc uống rồi á, các bạn cho khách hàng ngâm trong bồn gội đầu bằng dầu hấp, dầu xả, collagen, cái gì cũng được, chỉ cần 5 phút thôi. Sau đó các bạn cho khách hàng vào ra ghế ngồi lau khô tóc và trực tiếp lên trục cuốn. Thì với mái tóc khỏe này á, khách hàng chỉ cần muốn uống gợn nhẹ phần đuôi tóc, hơn nữa chất tóc khỏe, nên Phương dùng cái ống trục cuốn là 19. Phương đi trục cuốn 19 là Phương quấn trục ngang để cho mái tóc nó có độ co rút được tự nhiên và chắc lọn hơn. Sau khi mà Phương lên trục cuốn của toàn bộ mái tóc á, tiếp theo sau đó Phương lại gắn ống vào cho chạy nhiệt. Thì ở đây là Phương chạy nhiệt là khoảng 2 lần, cứ tóc nào Phương cũng vậy, Phương chạy nhiệt 2 lần, mà mỗi lần thì là 50 độ, và một lần như vậy là chạy 10 phút. Đó, thì Phương cứ tính là chạy 2 lần nhiệt là 20 phút đó, mà nhiệt độ là 50 nha. Cứ cách mỗi lần như vậy bạn cho máy nó nghỉ khoảng chừng 3 phút 4 phút cho máy ngủ, bạn kích nhiệt lên một lần nữa là 20 phút. Sau 20 phút đó, Phương cho máy tháo trục ra cho máy nghỉ khoảng chừng 5 phút là Phương bắt đầu tiến hành dập uống. Thì đối với mái tóc này, ở đây Phương cũng lưu ý với các bạn như nè. Mình lên trục cuốn thì có thể là mình định hình là trục cuốn 19. Nhưng mà khi các bạn muốn cái lọn nó to ra chút xíu hoặc là nó lớn hơn cái size 19 đó, các bạn có thể quấn lọn tay lớn hơn chút xíu để biết cái tóc nó quăng hay không quăng theo ý của mình. Khi mà các bạn dạm định hình, các bạn muốn cái lọn nó to lên thì các bạn quấn cái vòng tròn nó lớn lên xíu thì các bạn dập uống vô là tóc nó sẽ ra theo cái lọn mình muốn. Còn nếu mà các bạn muốn cho cái lọn tóc mà nó nhỏ hơn cái size 19, chẳng hạn như bạn quấn trục size 19 đi, mà bạn muốn cho cái tóc nó rút lại khoảng chừng size 16, thì các bạn chỉ việc quấn cái vòng tròn lọn tay lại, chắc lại, nhỏ hơn cái size 19, thì khi các bạn dập định hình vô, tự động cái tóc nó rút lại, nó sẽ ra vòng tròn 16 thôi. Thành ra là với cái mái tóc này Phương lên trục 19, nhưng mà khi Phương dập định hình á, Phương cho cái lọn nó to ra xíu, cho lọn to khoảng tầng 22 là Phương bắt đầu tiến hành dập định hình. Thì khi sao mà Phương dập định hình xong xuôi hết rồi khi sấy tóc thì cái độ sóng nó sẽ gợn to hơn mà nó tự nhiên hơn. Sẵn đây Phương cũng xin chia sẻ với các bạn là cái kỹ thuật dưỡng phục hồi này, uống phục hồi này nè, Phương vô tình được biết của một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Nhà Phương đã vì cái tính đam mê về nghệ thuật như thế này là Phương đã tìm hiểu và thực hành rất là nhiều lần. Nhà Phương cũng từng áp dụng trên tóc của khách hàng rất là nhiều lần và vô cùng hiệu quả. Sẵn hôm nay thì Phương cũng lại muốn chia sẻ cái kiến thức này cho đi. Thành ra các bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thì có thể thực hành. Và nhớ những gì Phương nói là chỉ dành cho những mái tóc trung bình khỏe hoặc là khỏe thôi nha các bạn. Thì Phương, nếu mà các bạn thấy cái video clip này có hay các bạn có thể chia sẻ cũng như like, đăng ký ủng hộ kênh Phương nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.